Xin chào, hôm nay máy may Thuận Phát sẽ hướng dẫn bạn sử dụng chân vịt vắt sổ nhé. Chân vịt vắt sổ hỗ trợ xén vải sử dụng cho các dòng máy Brother. Đầu tiên, thay chân vịt, bạn nhấn nút đằng sau gót chân vịt. Mở nắp tre. Gắn chân xén vải vào máy. Khóa ốc cố định chân xén vải. Mỗi chân vịt đều có thanh gắn, bạn chỉnh vị trí chân vịt sao cho thanh gắn bằng với gót và hạ gót xuống. Cắt góc vải khoảng 5 cm. Đưa vải vào chân vịt. Nhớ hạ chân vịt để cố định vải nhé. Chọn đường may vắt sổ trước khi may. Xoay vô lăng để kiểm tra vị trí hạ kim để tránh bị vướng kim. Có thể điều chỉnh độ thưa và độ rộng zig zag theo sở thích của bạn. Bạn có thể mua trực tiếp sản phẩm này tại cửa hàng máy may Thuận Phát 596 hoặc mua tại link ở phần bình luận nhé. Chân vịt xén vải thừa và hạn chế tưa vải rụng, sản phẩm may hoàn thiện và đẹp hơn.